Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn DKSH Việt Nam vừa tài trợ 4.000 kháng nguyên trị giá nửa tỷ đồng cho Hậu Giang. Sau khi tiếp nhận, Sở Công Thương tỉnh bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. DKSH Việt Nam là công ty chuyên cung cấp nhiều dịch vụ, mặt hàng chăm sóc sức khỏe tiêu dùng, thiết bị y tế, trang thiết bị và nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp sản xuất. Trong thời gian qua, công ty này tài trợ khoảng 1 triệu đô la Mỹ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 cả nước. Sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp giúp Hậu Giang giảm tải áp lực, có điều kiện chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn. Phiên họp gần nhất của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế vừa có thông báo không dùng thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 cho phụ nữ có thai, trẻ dưới 18 tuổi do có tác dụng phụ, thuốc cùng ảnh hưởng đến nam giới. Về giới hạn sử dụng thuốc, Hội đồng khuyến cáo Monopiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày, không sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm, để phòng COVID-19. Monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ chuẩn bị mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều cuối cùng. Hội đồng cũng cho rằng, dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Monopiravir, không khuyến cáo F0 là phụ nữ nuôi con nhỏ cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều cuối cùng. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, Monopiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Đối với nam giới, Hội đồng khuyến cáo Monopiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới sử dụng Monopiravir nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều cuối cùng. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc này trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Đến nay, có 51 tỉnh, thành phố sử dụng thuốc Monopiravir trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng, có kiểm soát. Hơn 300.000 liều thuốc được phân bổ đến các địa phương. Hậu Giang chưa được cấp phát thuốc này. Thưa quý khán giả, theo phân tích mới nhất của Sở Y tế tỉnh, tỷ lệ tử vong do COVID-19 của tỉnh chiếm 1,5% số ca mắc, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của đồng bằng sông Cửu Long gần 3 lần và thấp hơn tỷ lệ tử vong chung của cả nước là 3,6 lần. Việc kéo giảm tỷ lệ tử vong là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế. Tuy nhiên, cứu chữa bệnh nhân nhiễm COVID-19 có bệnh nền rất khó khăn vì cơ sở vật chất, nhân lực còn hạn chế. Áp lực tăng lên thêm nếu bệnh nhân mới tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vì dễ diễn tiến nặng. 5 ngày gần đây, số ca tử vong từ 6 đến 10 ca một ngày. Thừa cân, tăng huyết áp là hai nhóm bệnh nền phổ biến đi kèm hầu hết trong số các trường hợp tử vong. Trong đó, nhóm trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ 93%. Hơn 85% số bệnh nhân tử vong do chưa tiêm hoặc tiêm vaccine chưa đủ liều. Những cái người mà đáng ra thì người ta không thể tử vong nhưng mà người ta lại tử vong. Thì do bệnh này đó, thì từ cái bệnh này nó làm cho cái bệnh nền của người ta bộc phát nhanh hơn rồi dẫn đến người ta tử vong. Thì đây là một cái vấn đề mà trăn trở nhất là của chúng tôi trong cái công tác mà làm trong ngành y tế. Hiện nay, tỉnh còn hơn 10.000 người chưa tiêm vaccine mũi 1 vì nhiều lý do, trong đó có sự chủ quan của người dân. Đây chính là khe hở, khó tạo được miễn dịch cộng đồng và làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Thực tế cho thấy, những người chưa tiêm vaccine thì cơ thể chưa tạo được miễn dịch nên dễ nhiễm bệnh. Đáng chú ý, với người có bệnh nền sẽ nhanh chuyển nặng dẫn đến suy hô hấp cấp. Chính những cái người là ăn tiêm vaccine đấy đó, sau này người ta mới thấy là cái vai trò của vaccine. Mà đến bây giờ thì có thể nói là cái số người dân mà người ta không chống đối tiêm vaccine nó sẽ ít dần. Thứ hai, có những người già, quan niệm là coi như mình già mình không có đi đâu. Thành ra mình không đi đâu thì có đâu có nhiễm, thành ra người ta không có chịu tiêm. Chu
kỳ miễn dịch của con người càng lớn tuổi thì càng suy giảm. Người ở độ tuổi từ 50 đến 60 tuổi trở lên rất dễ mắc bệnh bởi cơ thể không còn đề kháng trước các tác nhân gây bệnh. Người cao tuổi thường mắc các bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, chức năng của phổi, gan, thận đều suy giảm, nên một khi mắc bệnh thì nguy cơ tăng nặng và tử vong cao. Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo với người có bệnh nền, người già càng phải tiêm vaccine để phòng bệnh.